Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Công an xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo của người dân về việc bé trai 10 tuổi mất liên lạc nhiều ngày với gia đình. Danh tính bé trai được xác định là Nguyễn Trần Duy Anh, 10 tuổi, tên thường gọi là Ni. Theo trình báo của bà Nguyễn Thị Hương, 56 tuổi, con trai bà là cháu Nguyễn Trần Duy Anh mất tích nhiều ngày. Gia đình nhiều lần đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Bà Hương cùng hai con của mình, một trai và một gái, thuê trọ ở hẻm đường Lê Thị Hà, ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Hương không có nghề nghiệp ổn định, hàng ngày bán vé số dạo để nuôi gia đình. Theo lời kể của bà Hương, có lúc bà Hương chở theo con trai Nguyễn Trần Duy Anh, 10 tuổi, đi bán vé số cùng. Tuy nhiên do bệnh chuyển nặng, Bà Hương bị ung thư. Sáng ngày 29 tháng 5, thấy người mệt mỏi nên bà Hương nằm ở nhà, Duy Anh cầm vé số đi bán một mình. Đến tối 29 tháng 5, bà Hương không thấy Duy Anh về nên cùng mọi người đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không gặp. Bà Hương cho biết, Duy Anh đang theo học lớp 1 học buổi tối, phổ cập giáo dục tại một trường trên địa bàn và đang nghỉ hè. Tại thời điểm đi bán, trên người cháu Duy Anh chỉ có 70 tờ vé số và không có tiền mặt. Cũng theo bà Hương, khi đi tìm Duy Anh có người cho biết, khuya 29 tháng 5 có thấy bé trai được một người nam giới chạy xe máy chở trên đường song hành. Sáng 30 tháng 5, người dân phát hiện bé trai đi bộ trên đường Trần Văn 10, huyện Hóc Môn, và từ đó đến nay thì không có thông tin gì về Duy Anh. Sau nhiều ngày tìm kiếm cháu Nguyễn Trần Duy Anh không có kết quả, ngày 10 tháng 6, bà Hương đã đến cơ quan công an trình báo về việc con trai mình bị mất tích.